Anh lâu nay ra sao? Đàn yêu ai quen ai? Em nhìn anh trông gầy hơn chút đấy. Em vẫn thắc mắc đấy, sao nghe câu chia tay anh bình tâm như người đi trên giấy. Bởi vì em luôn nghĩ anh ở đó. Khi nào em mới biết thôi nghĩ ngợi, đến khi nào anh mới biết bỏ thuốc nhờ. Người mà anh yêu anh còn chia tay được, theo em thuộc là đã là gì? Khi chẳng qua anh đang chưa muốn thôi. Em đâu cần quan tâm làm gì. Nếu mình cần phải nói ra, bộ sự thật là chúng ta chẳng còn gì ngoài quá khứ. Ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì. Thuốc lá là thứ khó bỏ được, cũng như mối tình ta đã đặt. Em và anh đã không còn đi chung đường, nhưng tại sao em cứ mãi vấn vương? Muốn hỏi thăm anh vài câu, mà sao lại khó đến như vậy? Có lẽ vì hai ta chẳng còn là gì đâu, nên thôi bỏ đi vậy.